có thể nhìn thấy đèo Hải Vân ở phía trước nha. Bây giờ mình chuẩn bị mua phí để qua trạm. Đây, mọi người có thể nhìn thấy là trạm thu phí Bắc Hải Vân nha. Với giá vé là 140.000. À, có thể nhìn thấy cái hầm Hải Vân ở xa xa rồi nha. Và cái hầm Hải Vân này được khởi công năm 2000 và được khánh thành vào năm 2005, tức là 5 năm đó. Thì nó tổng chi phí cho toàn bộ cái dự án đường hầm Hải Vân này là hơn 127 triệu USD, rất là nhiều. À, mình có thể nhìn thấy hai đường hầm hai chiều hai bên, hai đường hầm hai bên. Hầm Hải Vân chúc quý khách thuận lộ bình an. Rồi mình đi vào hầm nha, bật đèn lên, giữ khoảng cách. Đường hầm dài 6,28 km, rộng 10 bên, rộng vậy là 10 mét này. Và chiều cao cho phép đi qua là 7,5 m. Thì mình có bên nhìn phía bên mình có cái đường thoát hiểm, một cái hành lang thoát hiểm bên bên đó, chạy song song dọc theo cái đường hầm luôn. Và mình sẽ trong hành lang sẽ có những cái cửa thoát hiểm dành cho những cái trường hợp khẩn cấp, và mình sẽ có cái hệ thống thông gió ở phía trên. Có những cái quạt thông gió ở phía trên. Để đảm bảo an toàn giao thông và ứng phó với các tình huống khẩn cấp thì trong cái đường hầm được trang bị cái hệ thống đèn hai bên. Đây là một cái thông gió báo cháy chữa cháy và các cái điện thoại hai bên đường để trong cái trường hợp khẩn cấp. Phát thanh radio và camera quan sát, 52 camera quan sát luôn. Đầy đủ hết. Và mình có thể nhìn thấy những cái camera xung quanh ở phía trên đó. Thấy chưa? Đầy hết. Đó là những cái cửa thoát hiểm và có báo hiệu hướng đi thoát hiểm rõ ràng. Đây, và nhìn đây bất tài của mình đang rất là hào hứng, hứng khởi. Và một hành khách hôm qua cũng đi ra, hôm nay đi vô thì là bị cha quýnh, chạy vô lại liền.
đọc tư liệu thì đường hầm này có 3.140 cái bóng đèn chiếu sáng nha, với tổng công suất là 65 MW, và riêng cái tiền mà chiếu sáng trong cái đường hầm này bình quân năm là 25 tỷ đồng, rất là nhiều nha, 25 tỷ đồng đó. Và để đảm bảo cái không khí trong cái đường hầm để đầy đủ thì ngoài cửa hầm thông gió được đào lên để đào thẳng lên trên đỉnh núi Hải Vân luôn, dài hơn 1.810 m để lấy không khí. Và trong cái đường hầm này có 3 trạm xử lý không khí với 23 quạt thông gió, mỗi quạt có công suất là 50 kW. Rất là mạnh để bảo đảm trong hầm luôn đầy đủ không khí. Rất là nhiều xe và tốc độ tối thiểu là 45 km/h ở đây, nhưng mà hôm nay chắc chậm hơn đó. Và tốc độ tối đa chạy trong đường hầm này là 70 km/h. Chắc các bạn có biết là trên cái đỉnh này có một cái cửa ải, người ta gọi là cửa ải Hải Vinh, nó vẫn còn cái tồn tại nha. Cửa ải này gọi là Hải Vinh Quan này, được xây vào thời Lê Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn ở năm Minh Mạng thứ 7 đó gì đó, năm mấy đó quên rồi. Thì cửa trông về phủ Thừa Thiên, về ba chữ là Hải Vinh Quan. Nói chung là cái cửa của nó là hướng về phía bắc. Không nhớ thì nói không nhớ thôi, chuyện đó là bình thường đó. Cũng cái năm nhiều quá làm sao mình nhớ được. Rất là dài. Đi. Thì có lẽ thời gian tới đây mình sẽ làm một chuyến đi xe vòng trên đèo Hải Vân. Mình rất thích những cái khung cảnh ở đó. Nhìn mây trời, nhìn vùng biển ở xa xa, và mình có thể nhìn thấy một nửa của thành phố Đà Nẵng. Rất là tuyệt vời. Và cũng là sự đam mê của rất nhiều người làm YouTuber cũng như Defer.
nhớ là cậu còn nhớ năm 2014 là đây có dự án xây không? Ở trên đỉnh đèo này á, khu du lịch nhớ không? Nó bị hủy bỏ. Xe quá. Còn sao nữa hả? Đã chưa? Chưa. Hả? Dưới đây là cục gà nhất. Ừ.
trong hầm Mai Vân nó rất ít kẹt xe, nhưng hôm nay không biết tại sao mà bị kẹt xe rất là nghiêm trọng. Nhưng khi mình đi ra ngoài là mình có chắc có cái vấn đề gì gây trở ngại nó trong trong cái đường hầm nó bị kẹt xe như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dây xuống thì cái vó này được chìm xuống phía trước và sẽ dỡ lên sau một thời gian.